Chào các bạn, mình là Phoenix Hunter, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một sáng tạo hết sức nổi bật đến từ hãng nước hoa lâu đời của nước Anh, đó chính là nhà Ben Halligan. Và sáng tạo mình muốn nói đến ở đây đó chính là sáng tạo Ben Halligan Lock Jock. Mình giới thiệu sơ qua một chút về nhà Ben Halligan. Thì Ben Halligan là một nhà nước hoa đến từ Anh Quốc, được thành lập năm 1870 bởi ông William Ben Halligan. Và đến nay nhà Ben Halligan đã có khoảng gần 100 sáng tạo nước hoa. Ben Halligan Portrait ra đời năm 2016 là bộ sưu tập mới nhất của nhà Ben Halligan, với những cái tạo hình vô cùng độc đáo và thú vị. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn chai nước hoa bestseller của bộ sưu tập này, và cũng được đánh giá là hay nhất. Đầu tiên chúng ta nhìn sơ qua về cái ngoại hình ha. Thì đầu tiên đây là cái hộp. Cái hộp là một cái hộp hình vuông vức như thế này, cũng không có quá nhiều là điểm đặc biệt, ngoại trừ cái họa tiết trang trí, những cái hình ảnh được in trên cái hộp là nó hết sức là thú vị. Những cái họa tiết đen trắng được lồng, được chồng lên bởi những cái họa tiết màu, nhìn nó rất là lạ, khá là hay. Ở đây là có con nai và cái ong này. Đây là bá tước Lock Jock đây. Đó, mặt trên là có Ben Halligan Established London 1870, được thành lập ở London năm 1870 nè. Cái này là dòng Portrait. Đó, ở phía sau này thì chúng ta có thể thấy được đây là câu chuyện của Lock Jock đây. Đó, các bạn có thể tìm hiểu, các bạn có thể nhìn ở đây ha. Cái bộ Ben Halligan Portrait này để nói về một câu chuyện bi kịch về một gia đình quý tộc ở Anh. Trong đó thì Lock Jock là một người bố, một người bá tước có quyền uy trong xã hội và cũng có tiếng nói trong gia đình. Thì mới đầu đập vào mắt mình đó chính là một hình tượng cái đầu con hươu với hai cặp sừng hết sức là sắc nhọn. Mình rất là ấn tượng với cái thiết kế này ở cái dòng Ben Halligan Portrait, là mỗi cái chai nước hoa sẽ có mỗi cái đầu con thú khác nhau. Ở chai Lock Jock này là một cái đầu hươu. Cái đầu hươu này mình thấy tượng trưng cho giống như là sự quyền quý, sự mạnh mẽ và quý tộc của cái chai nước hoa này. Cái thiết kế của chai nước hoa này thì khá là đơn giản, với dung tích là 75ml thì cầm hết sức là vừa tay. Nhưng mà cái đầu được chế tác rất là tinh xảo. Cái đầu này thì theo mình thấy là nó được làm bằng nhựa mà có gọi là mạ một lớp kim loại ở ngoài, nên là mình tưởng tượng như là giống như là nó bằng kim loại đúc. Nó nhìn rất là chắc chắn. Cái chi tiết như là sừng hoặc là hoặc là cái tai của nó, hoặc là cái mặt được làm rất là tinh xảo và mình rất là thích. Nhìn nó không khác gì một cái tác phẩm nghệ thuật vậy. Đó, được gắn trên một cái chai nước hoa này, mình đánh giá nó cũng rất là đẹp và cân đối. Những cái chi tiết như thế này thì rất là dễ nhìn bị rẻ tiền á, nhưng mà riêng chai này mình thấy nó cực kỳ đẹp nha. Mình thì đã từng sở hữu gần hết cái bộ Portrait này, thì mình có thấy là đây là cái sáng tạo mà có cái hình dáng, cái thiết kế cái đầu thú đẹp nhất trong cái bộ này, là cái đầu con hươu này nè. Nhưng mà nó cũng có một nhược điểm, đó chính là do những cái sừng này thiết kế rất là tinh xảo và đẹp như thế này, nên nó rất là dễ, ví dụ rất là dễ bị gãy khi mà mình rớt xuống hoặc là để bị cấn á, thì những cái sừng, những cái chỗ nhọn này nè, nó rất là dễ bị gãy ra nha. Mà khi gãy rồi thì nhìn nó sẽ không còn hoàn hảo và nhìn nó mất thẩm mỹ đi rất là nhiều. Còn lại thì mình hầu như là không có gì để chê ở cái ngoại hình của chai này nữa hết á. Bây giờ chúng ta đi đến phần mùi hương của chai này. Mới ngửi vào thì nó là một hương thơm khá là nhẹ nhàng và trầm ấm. Cái sự ngọt nhẹ nhàng của nốt đậu tonka hòa quyện với một cái sự say đắm của nốt rượu brandy. Brandy là một loại rượu nặng thì hay được sử dụng ở các xứ lạnh như là nước Anh. Và nó cho chúng ta một cái cảm giác vừa ngọt ngào, vừa đủ và vừa say đắm khó quên. Ngoài ra thì chúng ta có thể cảm nhận được cái nốt gỗ cái tồn tại trong cái mùi hương này, và thêm một chút đó nữa, đó là sự ấm áp và cứng cỏi của amber, là nốt hổ phách.
Cái mùi hương này thì mình thấy nó không quá là phức tạp, nhưng mà nó vừa đủ để chúng ta cảm nhận đây là một cái mùi hương dành cho một người đàn ông rất là vững chãi, rất là trưởng thành, và hoàn toàn là một cái bờ vai để cho gia đình dựa vào, cho các cô gái dựa vào. Người đàn ông mà là phải có chỗ đứng với là cứng chỗ đó mới được nha. Thì cái chai này là cái những cái sừng đây là rất là cứng rồi mà. Penhaligon này rất là khôn ngoan khi đưa cái sáng tạo gọi là đầu tiên của nhà Portrait này cho một perfumer rất là nổi danh để tạo ra, đó chính là Alberto Morillat. Thì nói tên thì chắc các bạn khó hình dung ra ông này là ai, nhưng mà nếu nói về những cái sáng tạo của ông thì chúng ta hầu như là đều biết hết. Thì Alberto Morillat là cha đẻ của những chai nước hoa nổi tiếng trên toàn thế giới như là CK One hoặc là Giò Trắng. Đó, Alberto Morillat rất là thích những cái mùi có xu hướng nhẹ nhàng, cho nên mình thấy ở cái mùi hương Lock Jaw này tuy là có những cái nốt nặng như là rượu, gỗ, đậu tonka và amber, tuy nhiên là những nốt này đã kết hợp với nhau một cách rất là đẹp, rất là vừa phải để tạo cho chúng ta một cái cảm giác vừa đủ, nói chung không quá mạnh cũng không có phải là quá yếu. Mùi hương này thì trên da mình tỏa cũng vừa phải thôi, nói chung là tỏa gần gần như gọi là sát da luôn á, và độ bám nó cũng bình thường, khoảng từ 4 đến 6 tiếng. Nhưng mà mình nghĩ nó là rất là vừa đủ cho một người đàn ông muốn thể hiện cái cá tính của mình, muốn thể hiện cái sự mạnh mẽ của mình nhưng không quá phô trương. Thì cái mùi hương này mình nghĩ là hầu như có thể sử dụng cho mọi dịp, có nghĩa là đi làm, đi học, đi chơi hoặc là đi hẹn hò thì đều được. Nhưng mà có một yếu điểm là nó giữ không được quá lâu như thế, cho nên chúng ta nếu mà muốn sử dụng trong một cái thời gian dài hơn thì chúng ta có thể mang theo để chúng ta xịt thêm. Nhưng mà khi mang theo nhớ chú ý cái nắp chai này rất là dễ bị gãy ở các cái sừng, nên chúng ta phải bọc hoặc là bỏ trong hộp cho nó thật kỹ nha. Mà mình thấy chớ trêu thay cái người đàn ông hoàn toàn hết mực cho gia đình như vậy lại có thêm hai cặp sừng. Đó, các bạn thấy không? Không phải là một cái sừng đâu nha, mà là đây là hẳn một cặp sừng luôn. Là chúng ta tưởng tượng được cái bà vợ của ông này là nó như thế nào rồi chứ còn gì nữa, đúng không? Một người đàn ông mà quá chú tâm cho đến công việc và các mối quan hệ ngoài xã hội thì cái việc mọc sừng là mình nghĩ là cũng là một điều hoàn toàn dễ hiểu thôi. Ok, nói vui vậy thôi chứ còn đây là một con nai thì cái điều có sừng là điều chắc chắn rồi, đúng không? Mùi hương này thì theo mình đánh giá là có phần hơi tuyến tính một chút xíu. Mùi hương tuyến tính có nghĩa là một mùi hương mà giữ được cái hương thơm nó từ đầu đến cuối, gần như là nó như vậy, không có sự biến chuyển quá nhiều. Nhưng mình thấy đây là một mùi hương khá là đẹp và vừa vặn cho các bạn nam nào mà tìm kiếm một cái sự khác biệt nhưng không quá phô trương cho người khác thấy, thì mình có thể lựa chọn chai nước hoa này. Thì giống như là một mùi signature scent, lúc nào mình đi mình cũng xịt cái mùi này hết. Thì người ta ví dụ như khi sát lại gần hoặc là khi tới gần mình để ví dụ giao tiếp, bắt tay chẳng hạn, hoặc là ôm, thì người ta hoàn toàn có thể cảm nhận cái mùi hương trên cơ thể mình là một mùi hương vô cùng nam tính, rất là ấm áp và vững chãi. Theo cá nhân mình đánh giá thì đây là một mùi hương rất là đẹp, đẹp cả về bề ngoài, cái thiết kế của chai và đẹp lẫn cả về mùi hương bên trong chai. Thì đây là một chai nước hoa mình đánh giá rất là cao và hầu như mình đánh giá cao nhất trong cái nhà Penhaligon này. Và không khó hiểu vì sao chai này là chai best seller của dòng Portrait. Và đặc biệt cái dòng này nếu mà chúng ta có nhiều chai để mà sưu tầm thì chúng ta để trưng cũng rất là đẹp luôn. Nhìn giống như các cái tác phẩm nghệ thuật và các cái bức tượng mà khi mà mình để trưng vậy đó, trong cái tủ trà á. Thì nhà nào mà hay có tủ trà mà hay để trưng á, thì những cái chai này cũng rất là phù hợp luôn. Chai này hoàn toàn đáng mua với một cái mức giá vừa phải. Còn các bạn đã sử dụng và thấy được cái thiết kế này như thế nào thì các bạn có thể comment cùng thảo luận cho mình biết về cái chai Penhaligon Lock Jaw này nha. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những review lần sau. Đừng quên like và subscribe cho channel của mình nha.